dưới ở đúng không? Đúng rồi. Gần nhà rồi nọ. Có ai muốn sống xa quê đâu, tại sống không nổi thôi. Tại cả thứ mèo mọt đâu á. Hôm nay mình đi Đài Loan. Có việc đi Đài Loan ha. Nhìn cái lịch thấy mệt luôn á. Mà nếu mà có cái thời gian đi đâu đó thì mình sẽ quay lại. Nghe nói bên Đài Loan mùa này đẹp lắm. Hoa đào. Vấn đề là không biết có thời gian để đi không. A few moments later. Đây là cái món trà sữa nổi tiếng của Đài Loan. Món trà sữa đây được rút một cái thăm xong rồi tra vô cái hộp này để lấy cái phiếu thăm. Đó, rút cái thăm nè. Rồi được cái phiếu thăm. Phiếu thăm như thế này. Đây là ngôi nhà Hồng Mao, điểm check-in nổi tiếng của Đài Bắc. Đến đây phải check-in đây người ta mới biết mình đi Đài Bắc. Chi vậy? Đó, mang cái món tự chọn nó bỏ vô lẩu. Mình đang đứng ở bên này, tiếng Hoa không mà không biết đọc nó như thế nào. Nói chung là cái khu này ở Đài Loan thì mọi người hình dung nó giống như quận nhất của bên mình vậy. Chi phí giá cả cuộc sống và ăn uống nó cũng cỡ cỡ như vậy. Nó cũng giống giống với Sài Gòn của mình. Mà đường xá bên này giao thông giờ ngon lành hơn Việt Nam mình nhiều. Này thì đi sớm ở Việt Nam mình một tiếng. Phía sau lưng mình là khách sạn mình đang ở. Đó, đường xá buổi tối. NTU của Đài Loan ha. Tên của nó là trường Đại học Hàng hải Quốc gia của Đài Loan, Nation Taiwan
Ocean University. Sân bóng đằng trước và chà bá lửa luôn. Rồi, tí xíu qua gặp Mr. President. Discuss một chút xíu. Để có dịp vô trong cái khuôn viên trường mình quay cho mọi người xem. Night Market Taipei Hushi Chick. Chung nó chạy vận tốc trung bình khoảng 300 km/h, kinh khủng. Câu tôm.
thối, nó hôi thối. Đỉnh núi lửa của Đài Loan. Đó, mọi người thấy khói nó nghi ngút không? Khói nghi ngút lên luôn. Ở đây mình nhìn thấy cái vách đá nó có màu vàng vàng, màu lưu huỳnh á. Nó sẽ rất là hôi. Không có lại gần, hít nhiều quá bị trúng độc luôn á. À, đứng xa xa nhìn cho mọi người thấy khói nghi ngút quanh năm luôn. Núi trúc, trúc này trúc. Nhiệt độ có 15 độ à. Núi lửa này mà nó phun trào ra luôn á, là người dân Singapore người ta nói là nó phun ra một cái là bụi nó có thể phủ hết toàn cái thành phố Đài Bắc. Mà không biết lúc nào nó hoạt động. Nó cứ âm ỉ vậy hoài luôn. Tiếng chim trong mấy cái bụi trúc. Ở đây là mấy cái đoàn người ta leo núi, ta chuẩn bị leo núi nè. Xung quanh cảnh bãi xe lên này người ta đậu đây ha. Cái đường này đi lên đây người ta chỉ có một đường đi lên, chạy hết một cái vòng đi xuống, nó giống như bán đảo Sơn Trà bên đền thờ Tưởng Giới Thạch. Khu này là con trai của ổng xây cho ổng. Ít xui ao lét. Này bán giày rất là nhiều ha. Thấy để là như 500 đồng Đài Loan, 500 đồng Đài Loan tính ra là 400 ngàn tiền Việt mình. Ủa sao rẻ ta, có lộn không? Jean discount 45% luôn. Hồi bữa nãy bán đồ lạnh luôn. Đồ lạnh là chủ yếu. Một cái shop bán đồ chuyên về xe đạp luôn. Quần áo quá trời. Mấy dòng touring sport hay là MTB là đầy đủ luôn.
rồi lên tầng 2 có khu Mitsui, thì nó là food court với là mấy sản phẩm còn lại. Nhìn nó có 2 tầng này bạn. Con đường hoa đào. Ồ, đây chim vành khuyên quá trời. Ồ, mà vành khuyên nó lại hút mật của hoa đào nha. Mới biết luôn á. Đây nè, nó bu nó hút mật hoa đào quá trời luôn. Biết mọi người thấy không? Đây là con đường hoa đào. Taipei 101 ha, biểu tượng của Đài Loan luôn. Nó giống như landmark của Sài Gòn mình vậy đó. Bên trong của Taipei 101 ha. Trong trong này thì thấy cũng vắng vẻ, chắc là giá đắt đỏ quá. Trong này ít khách lắm. Đó mọi người đi thấy vắng hoe. Không có nhiều khách.